thấy không bởi vì việt nam đây no tức là họ biết được ở đây nó có xài cái câu nè if an electrical pole had less không it would go to ok cái cây cột điện mà nó có giò mẹ cây cột điện mà nó mọc giò nó cũng đi luôn Ok, thấy không? Quý vị thấy không? Bữa nay, bữa nay, bữa nay, bữa nay báo tiếng Anh mà tờ New York Times nó nói Thấy không quý vị? Tôi, tôi nói tiếu ngạo dẫn hồn mà ô Mình tưởng nó hồi xưa mấy người Mỹ, mấy người Mỹ, mấy người Anh đâu biết chữ này không? Nó nói nè, đây nè, cái mà electrical pole này là tức là cái cây cục cái cái cục điện đó, nó mà hardless tức là nó mà có cái giò là bà mẹ nó it would go to <laughs> cột điện cột điện mà có chân nó cũng đi nữa thấy không for the poor in Việt Nam cho những cái người nghèo ở Việt Nam human smuggling offer a chain at the better life tức là mẹ người ta phải tìm cái cái gì đó mà cái cuộc sống nó tốt đẹp hơn cái cây cục điện mà nó có chân nó cũng đi nữa cái Quý vị thấy chưa? Mà đâu phải cái này không phải Việt Nam nói, cái này là tụi Mỹ nó nói. Quý vị thấy không? Ông đại sứ của An Lê, ông đại sứ An Lê ông lên Facebook ông nói bằng tiếng Việt. Tôi tôi lấy làm rất là tiếc chia buồn cùng với những gia đình người ta tình cảm không? Mẹ ông Thủ tướng của ăn Lê, ông đi tới nơi, ông làm tưởng niệm đồ này kia rồi nhiều người dân người ta chia sẻ những nỗi đau, những mất mát. Bây giờ chính phủ anh còn bỏ tiền ra để cho những người đó được đi về quê hương người ta nhân bản vậy, mấy ông nội mấy ông nội gì cộng anh bảy phút đó à, cái này không phải buôn người mà cái này là tự đi rồi bắt đầu cũng chống chế mà cái chuyện đúng thì không làm mà làm cái chuyện tốt làm ha cái chuyện đúng thì không làm dù sao thì đó cũng là đồng bào của mình thì bây giờ người ta nói ở à, một cái lời chia buồn hay là gì đi không có chỉ đạo quyết liệt phải chỉ đạo quyết liệt chỉ đạo quyết liệt điều tra rồi này cái nói luôn, trong cái đâu quý vị thấy không đó thấy ăn lê không thấy nước anh không người ta người ta người ta chia buồn sâu sắc người ta cảm nhận người ta mến thương người ta viết những cái lời rất là tốt đẹp người ta cho người tới nơi động viên an ủi thế này thế kia người ta làm rất nhiều cái cái những cái mà những cái điều rất là nhân bản ok khi người ta không thể ra đi theo dòng chảy tự nhiên của nhu cầu lao động và thị trường một cách hợp pháp thì đó sẽ là nơi các băng đảng buôn người lắp vào chỗ trống ồ